hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Khi cho ra đời luật công bằng tài chính cách đây 10 năm, ông Michel Platini từng nói rằng ông lấy cảm hứng từ những đội bóng như Barcelona, Real Madrid hay là Bayern Munich, bởi họ là những hình mẫu của mô hình bóng đá bền vững, nơi mà các đội bóng có thể kiếm được tiền từ chính bóng đá và dùng chính tiền ấy đầu tư vào đội hình của mình. Vì thế, luật công bằng tài chính ra đời còn là giúp các đội bóng có một nền tảng tài chính bền vững hơn bằng cách hạn chế họ chỉ được chi ở một mức mà mình đã thu, không được vung tay quá chán, có thể dẫn đến những rủi ro tài chính về sau. Nhưng hãy nghĩ mà xem, dù luật công bằng tài chính có thần thánh như thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu có giúp được Barcelona tránh được hàng loạt những sai lầm trong thời gian vừa qua. Bởi vì nó chỉ giúp bạn biết mình phải chi tiêu ở mức độ nào, nhưng không thể chỉ cho bạn phải chi tiêu như thế nào mới là đúng cách. Hậu quả của những thương vụ sai lầm có thể sẽ trở nên rất nặng nề, mà đỉnh cao chính là sự ra đi của Messi. Những con số thống kê cho thấy, dấu mốc 2017 là thời điểm khởi đầu cho cuộc khủng hoảng kinh tế của Barcelona. Từ năm 2017 đến 2019, tức là mốc trước khi đại dịch xảy ra, thì Barcelona là đội tiêu nhiều tiền nhất vào việc chiêu mộ cầu thủ trên khắp châu Âu. Họ bỏ tới 960 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, vượt xa con số 801 triệu của đội bóng xếp thứ hai Juventus. Bên cạnh đó, giai đoạn này cũng là lúc mà Barcelona không kiểm soát được quỹ lương của mình. Từ 2015 đến 2017, tổng số tiền lương mà Barcelona phải trả cho cả đội bóng chỉ tăng nhẹ từ 317 triệu lên 340 triệu euro. Nhưng từ 2017 đến 2018, con số này tăng đột biến lên thành 487 triệu và một năm sau là 501 triệu. Vậy điều gì đã xảy ra trong năm 2017 dẫn đến những khoản chi khổng lồ này? Đó chính là thời điểm mà Paris Saint-Germain trồng đủ 222 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Neymar với Barcelona. Với số tiền lớn vừa có được, cùng với mục tiêu phải tìm được một ngôi sao tấn công đủ tầm để thế chỗ của Neymar, Barcelona bắt đầu lao vào những thương vụ lớn, trong đó phải kể đến Coutinho, Ousmane Dembele và Griezmann. Những cầu thủ ấy giờ đây phong độ đều không xứng đáng với mức lương cao mà họ ký với đội bóng ban đầu. Và nó dẫn đến hệ lụy hiện nay, khi quỹ lương của Barcelona đã cao hơn quá nhiều so với mức quy định theo luật công bằng tài chính của La Liga. Luật công bằng tài chính của La Liga về cơ bản thì không khác của UEFA, nhưng điểm khác biệt quan trọng nhất là luật của La Liga sẽ trực tiếp ngăn chặn các đội bóng vi phạm, chứ không phải đợi họ vi phạm rồi mới phạt. Nếu vi phạm, các đội bóng sẽ không được đăng ký những tân binh trong danh sách thi đấu mùa giải mới. Vì thế, chủ tịch Juan Laporta hiểu rằng muốn ký tiếp hợp đồng với Messi thì phải giảm mức lương hiện tại của đội bóng xuống mức thấp hơn rất nhiều. Nhưng mọi nỗ lực của ông đều thất bại, từ việc thuyết phục những ngôi sao như Griezmann giảm lương của mình, cho đến việc cố gắng bán đi những cái tên không còn hữu dụng nữa nhưng vẫn hưởng lương cao như Coutinho, Dembele hay Panic. Cuối cùng, ông đã phải chấp nhận thực tế là Barcelona không thể ký tiếp hợp đồng với Messi được nữa. Máy lọc nước AO Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất.